10 câu hỏi, vì sao của bọn trẻ đến người lớn còn chẳng trả lời nổi, có hàng vạn câu hỏi vì sao của bọn trẻ mà bạn có tốt nghiệp loại giỏi cũng chưa chắc đã biết câu trả lời. Nếu ở nhà bạn có trẻ con, nhiều khi bạn sẽ có dịp được nghe chúng nó hỏi mấy câu nghe khá là nhảm nhí. Nhưng sự thật là nhảm nhí đấy mà bạn có trả lời được cho chúng nó không mới là chuyện đáng nói cơ. Tiếc thay, câu trả lời không luôn chiếm đa số, câu 1 Tại sao bầu trời lại có màu xanh? Không phải vì trời thích màu xanh nên nó tự xanh đâu ạ, à? lý do là vì khi ánh sáng trắng của mặt trời đi tới bầu khí quyển thì được phân tán và khúc xạ. Ban đầu màu trắng, ánh sáng mặt trời đã được chia thành 7 mây sắc mà bạn thường thấy của cầu vồng. Bởi vì màu xanh bị tán xạ nhiều hơn những màu khác, kết quả là chúng ta nhìn thấy bầu trời có màu xanh đến vậy. Câu 2. Tại sao khi đun nước sôi lại có hơi nước, khi nước nóng lên thì các phân tử của nó bắt đầu di chuyển, khoảng cách giữa các phân tử ngày càng lớn hơn khi nhiệt độ ngày càng tăng. Và đến một thời điểm các mối liên kết giữa các phân tử trở nên yếu đi thì chúng sẽ bị phá vỡ. Lúc này, chúng bắt đầu bay ra, trở thành hơi nước. Quá trình này còn được gọi là bốc hơi. Câu 3. Cái gì đã giúp máy bay bay được trong không khí, điều gì đã khiến một chiếc Boeing có thể được nâng trên bầu trời? một chiếc máy bay chuyển động bao giờ cũng chịu tác dụng của bốn lực lực kéo lực cản của không khí lực hấp dẫn và lực nâng theo đó khi máy bay chạy trên đường băng dòng khí chảy bao quanh cánh máy bay sẽ tạo ra sự chênh lệch áp suất giữa mặt dưới cánh và mặt trên cánh hệ quả vật lý của hiện tượng này là một lực nâng xuất hiện theo hướng từ dưới mặt đất đẩy lên trời máy bay càng di chuyển nhanh lực tăng này càng lớn cho tới mức lực nâng thắng được trọng lực trái đất nhấc bổng cổ máy khổng lồ hàng trăm tấn lên không trung. Câu 4 Tại sao tuyết lại trắng? Thật ra, khi nhìn vào mỗi bông tuyết thì nó không màu và trong suốt. Sau đó, những bông tuyết khi tạo thành một khối lớn, nó có xu hướng làm khúc xạ và phản ánh sáng mặt trời. Ánh sáng phản chiếu là màu trắng vì tia sáng mặt trời của chúng ta cũng màu trắng. Câu 5 Tại sao tóc tự nhiên của con người lại không thể là màu xanh, Đơn giản là vì tóc người chứa sắc tố có thể làm cho nó trông như màu đen, nâu, vàng, thậm chí đỏ. Tóc của chúng ta cũng có bong bóng khí rất nhỏ. Màu tóc của mỗi người được xác định bởi sự kết hợp của các sắc tố và số lượng bong bóng khí có mặt trong tóc. Tuy nhiên, các sắc tố có sẵn trong tóc của chúng ta không thể sản xuất ra được màu xanh. Đó chính là lý do mà con người không thể biến được thành một cây súp lơ di động. Câu 6 tại sao các nhà du hành trôi nổi được trong không gian câu trả lời không phải như những gì mà bạn đã nghĩ trước đây rằng họ đã thoát khỏi sức hút của trọng lực đâu câu trả lời là vì tất cả các vật thể ngoài không gian được đặt vào một trạng thái liên tục của sự rơi tự do đó là trạng thái chuyển động chỉ với gia tốc duy nhất là gia tốc được cung cấp bởi lực hấp dẫn một tình trạng tương tự xảy ra trong cuộc sống thường ngày của chúng ta khi đi thang máy chúng ta sẽ cảm thấy mình như không trọng lượng khi mà thang máy rơi với tốc độ đủ nhanh. Câu 7. Điều gì đã gây ra sương mù? Sương mù bao gồm vô số những giọt nước nhỏ hoặc các tinh thể băng treo trong không khí ngay trên mặt đất. Nó được hình thành khi không khí lạnh và mặt đất thì ấm, hoặc ngược lại. Trong cả hai trường hợp, thì các đám mây hơi nước hoặc các hạt băng xuất hiện dày đặc trên khắp bề mặt không khí sẽ tạo ra hiện tượng sương mù. Câu 8. Tại sao nước không cháy được? Cấu tạo hóa học của nước là do hai nguyên tố hydro và oxy tạo nên. Bên cạnh đó, nước được tạo thành do kết quả của sự cháy khi xảy ra phản ứng giữa hai nguyên tố này. Mà đã là sản phẩm của sự cháy thì đương nhiên nó không còn khả năng để cháy rồi. Lấy đâu ra cái gì mà kết hợp với oxy nữa? Câu 9 Tại sao đồng hồ chạy từ trái sang phải, trước khi đồng hồ cơ khí được phát minh, con người sử dụng sang đi ăn? đồng hồ dùng bóng của mặt trời để đo lường thời gian. Và bóng của mặt trời thì được đổ từ phải sang trái, bởi vậy sau đó đồng hồ cơ khí được thừa hưởng thiết lập quay số từ sang đi ăn. Chính vì vậy chúng ta mới có cái kiểu quay theo chiều kim đồng hồ ngày nay. Câu 10. Tại sao là bánh xe lại hình tròn? Tại sao bánh xe lại phải làm thành hình tròn mà không phải là hình vuông, hình tam giác hay hình lục lăng? Bánh xe chuyển động trên mặt đất thì sinh ra ma sát trượt còn các hình dạng khác khi chuyển động thì không thể sinh loại ma sát này mọi điểm ở rìa bánh xe đều có khoảng cách bằng nhau với trục của nó điều này có thể bảo đảm cho bánh xe chuyển động thẳng trên bề mặt đất nếu ta thay bánh xe hình tròn bằng các hình khác như hình vuông hình chữ nhật hình lục lăng thì khoảng cách từ các điểm ở mép đến trục bánh xe sẽ không đều nhau khiến cho xe di chuyển không ổn định lúc lên cao lúc xuống thấp khiến người ngồi trên xe khó chịu còn hàng hóa thì dễ đổ vỡ